đi vô chắc không? Bây giờ là hàng đậm quá trời luôn. Anh mà bẻ qua em một cái em bị ta liền. Không. Cô thấy con mặt con dầu. À, mình đang vô nhà của con Nam Vũ Linh nha các bạn. Bây giờ là vô nhất là đẹp. Giờ chị Lan đóng vô mấy cái thùng nhìn đẹp quá ha cô. Ở trên mộ luôn, sợ quay cùng bên đây. Vâng. Rồi, cô Linh dạy anh sao có. Cô thắp nhang xong kìa. Rồi, đi làm tí đâu. Trong nó thử rồi, sẽ dạy nó có một đẹp. Chú chó một con nằm. Chú chó của con nằm dễ thương quá. Con chó của con Nam đang, chó màu vàng của con Nam. Hàng hóa rất là nhiều luôn. Con chó của con Nam đây. Đây là bàn thờ của cầu Nam Vũ Linh nha các bạn. Bây giờ thì Hồng Loan đang đi đâu vậy? Dạ. Rồi em cảm ơn anh. Dạ. Rồi cho người nhà đóng cửa lại. Dạ dạ. Phần kính thưa cô chú anh chị và các bạn, vừa vô trong bàn thờ của cô Nam Vũ Linh nhé. Bàn thờ của cô Nam Vũ Linh thì khá là trang trọng luôn các bạn. Phần còn bây giờ mình đang đứng ở trước nhà của cô Nam Vũ Linh. Bây giờ là nhà của chị Hồng Loan nhé. Chị Hồng Loan thì hình như mệt rồi hay sao, chị Hồng Loan nghỉ. Chị Hồng Loan nghỉ một chút nhé. Khách thì dặn chờ nhé các bạn. Khách thì dặn chờ nhé. Nếu các bạn cảm thấy kênh hay có nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Phần mình đang đứng ở phòng 1. Xin lỗi, mình đang đứng ở nhà của cô Nam Vũ Linh nha các bạn. Vừa nãy là các bạn cũng có thể nhìn thấy là cái phần bàn thờ của cô Nam Vũ Linh rất là trang nghiêm nhé quý vị và các bạn. Bây giờ chị Hồng Loan đi ra mở cửa cho khách vô các bạn. Chị Hồng Loan đi ra mở cửa cho khách vô nhé. Vâng, các bạn thân mến, nếu các bạn cảm thấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thank you.
rất là căng thẳng luôn. Còn thì sáng thì ra bên ngoài nhưng mà diễn với chú Trương cũng rất là buồn luôn. Thì hiện tại bây giờ là con gái của chị Long cũng như là bên ngoài này. Đi viện nha, thì cũng thay thẳng. Thì cũng cái chuyện hải bao bên đằng sau á. Thì không ai nói. Người ta bên đây là hôm nay ba mình cũng đến chắc cũng có cũng rất là quan trọng luôn rồi chúng chị. Hôm nay là cái gì nó cũng là cái gì vậy ha, mình làm cái đó lớn á. À ba gì là sư cô chị Hồng Loan mới vừa vô nhà nhé các bạn. Có anh rep đến lấy hàng nữa giao cho khách nhà của chú anh chị. Thì phía bên trong nhà chị Loan thì là hiện tại bây giờ chú anh chị các con chị Loan đang đóng những đơn hàng nữa cho các anh shipper đến nhận hàng và gửi đi cho các cô chú đặt hàng online của chú anh chị. Thường phía trước thì phía trước nhà của cô Nam Vũ Linh á thì có một anh shipper đang chờ lấy hàng để đi giao cho nhận vị khách đặt hàng nhé. Phần nhà của cô Nam Vũ Linh thì hồi nãy thấy trên bàn thờ của cô Nam á thì lúc nào cũng có hoa tươi nhé quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có mấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Phần dình nãy đó là chị Hồng Loan ra mở cửa cho một chị khách vô hấp nhang cũng như là mua hàng của chị Hồng Loan bán nhé. Dạ thì hiện tại bây giờ là con gái của chị Loan cũng đang giao hàng cho shipper nha cô chú anh chị. Vâng, các bạn cũng thấy con gái của chị Hồng Loan nhé, rất là xinh nhé quý vị và các bạn. Con gái của chị Hồng Loan đang giao hàng cho anh shipper nha cô chú anh chị. Và nói rằng là còn bán hàng còn lại rất là đặc sắc của mình chú chị, rất là đông các cô chú mua hàng đỡ ủng hộ cho chị Hồng Loan của chú chị. Vâng, hồi nãy có một con hình như con thứ hai của chị Hồng Loan á, rất là dễ thương luôn, vô nói chuyện với những anh YouTuber, những anh YouTuber rất là niềm nở nhé, rất là dễ thương luôn. Nói chung á là cầu năm tài đất nhà an toàn cho nên sinh những đứa con đứa cháu ra đó thì cũng dễ thương giống như cầu năm vậy á. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần đây.